À, quân 1 rồi sao? Bị tai biến hết. Rồi có đi 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 học cái buổi chiều để người ta chỉnh cho em mới bữa sáng này à, sáng này à, tại vì cái lớp mà để mà học để chữa mấy cái tai biến á là học buổi sáng và học luôn buổi chiều. Giờ trước mắt tôi phải giải quyết cái chuyện mà nói với anh trước này, đồng ý không? Cái lưỡi mình vẫn núp nhích được mà. Núp nhích được nhưng mà nói không có được thông. Giờ tôi giải quyết cho nó nói luôn, thông luôn. Cho nó mới hay chứ. Thế còn đi tán thì nói được. Còn cái là ăn đồ không có cái gì ngon hết. Đúng rồi, đó, cái đó quan trọng á. Bây giờ là anh nếm có đắng, có cay, có gì anh biết không? Biết, nhưng mà điều đó... Không thấy ngon? Không thấy ngon. Nước hơi khó vô. Nước khó vô. Ví dụ nước mày uống nhanh vô cái có bị ngọt không? Có bị ngàn đâu có làm gì đâu, muốn uống chút chút thôi à, nếu uống nhanh cái là bị đấy. Bây giờ tôi giải quyết cho anh hết cái đó mới ngon, còn cái gì tính sao, đồng ý không? Thấy không, tức là mình sẽ giải quyết cho anh cái chuyện mà thứ nhất là cái miệng ăn cho nó ngon, trưa nay ăn ngon rồi ngoài học cái nhịn ăn nữa nha. Nãy giờ tôi nói nghe là gì không? Nghe, đi ai vậy nghe. Chứ còn con đó. Đâu con đâu à, hôm mẹ bữa con ơi, hôm mẹ mày phải lo cho bố mày thôi. Dạ. Ha? Thì hồi nãy giờ nói cái chuyện nhịn ăn rồi hấp không khí rồi con ráng con làm về lo cho bố nha. Dạ. Tại vì bố bị cái tai biến ấy, thì hay quên lắm. Mấy cái chắc không? Mặt liền hết chứ? Giờ hết chưa? Hấp vô. Đấy, rồi, thở ra. Hấp mạnh lên. Đúng rồi, thở ra. Hấp mạnh lên. Bây giờ khi nào mà thấy chóng mặt á thì hớp không khí nha. Ok. Ráng nha. Đau lắm ạ. Đau chứ. Đau không? Đau. Nhưng mà nói cái khác chưa? Hình như gác. Hình như gác phải không? Đó chắc. Cái hát nó rõ hơn đúng không? Mà cái lời nó không có bị lộng ngọng hiệu nữa. Nhưng mà cái đó chưa có ghê bằng cái là chút xíu á. Mà muốn biết cái lưỡi ông có tốt hay không á, là mình sẽ cho uống nước. Tại vì lúc trước á, lũ phải ngụm từng giọt thôi. Uống nhiều cái nó sạch, nó rỡ ra. Đó là vậy đó. Đào quá. Thấy không? Bây giờ khác rồi ha. Đau thiệt ha. Đau ngay cái chỗ bấm á. Bây giờ sướng rồi. Nó thì không biết. Không biết cái đầu mình có quên hay là không, mình đâu có biết đâu. Mà thấy nói khác nè. Ok, con lấy miếng nước cho bố đi. Lấy miếng nước lạnh nha, mày đừng chơi nước soi phỏng mẹ nó miệng. Lấy nước đây nè. Có ly đàng hoàng. Đấy. Cái quan trọng á là bữa nay bắt đầu về nói nhưng mà không nghe mệt nữa. Đúng không? Mỗi lần nói là nghe hơi mệt. Giờ ông la lớn nha. Đau đấy, giờ cũng thoải mái nha. Đấy, mạnh lên luôn. Rồi, cho anh nàng phối bay. Đấy, mà chơi cũng này ghê nha. Sao? Uống nước bây giờ là ngon rồi không? Ngon rồi. Nhưng mà không biết ăn lên có cái... Ngon không? Cái mùi vị là... Bữa nay là sẽ ngon. Chính rồi. Chứ từ ngày bị bệnh tới giờ là ăn không có cái gì ngon hết á. Ừ. Còn bây giờ bắt đầu trưa nay ăn ngon, đồng ý không? Hy vọng. Mọi người thấy cái quan trọng là anh trả lời bây giờ nhanh hơn. Cái phản ứng nhanh hơn.
Vậy rồi được rồi. Ok, rồi cảm ơn nhé. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.